Trong cái bài 1 thì mình cần các bạn phải nắm rõ các cái phiên âm. Ví dụ như một cái chữ thì nó có cái dấu nhấn thì và nó có cái vowel nguyên âm, consonant phụ âm. Ví dụ mình sẽ lấy một cái chữ. Ví dụ như chữ này, chữ nhìn như chữ này HIDE, chữ hide, hide. Thì nó phiên âm là chữ hide, hay là chữ hesit, cái chữ hesitate, hesitate, hesitate. Hesitates. Các bạn nhìn vô cái chữ hesitate này, các bạn phải đọc cho được. Hesitates. 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 Phiên âm. Thì hôm nay cái chữ E là nguyên âm, E nguyên âm, E nguyên âm. Hay là chữ này, chữ này là đọc là nervous, hay là no American English, tiếng Anh của người Mỹ thì nervous, nervous nó dài hơn chút xíu, nervous. Này là nest, nest. Cái phần phiên âm đó thì các bạn phải nắm trong cái bài đầu tiên. Bài đầu tiên là nắm rõ về cái phiên âm. Rồi sau khi các bạn nắm rõ về cái phần đó rồi thì các bạn phải nhớ cái phần S và ES. S và ES. Ví dụ stop. Stop. Stops. Stops. Yes, stops. Words. Words. Nets. Yes. Nets. Fans. Fans. Race. Races. Box. Boxes. Dreams, dreams. Play, plays. Run, runs. Cat, cats. Tax, taxes. Want, wants. Các bạn phải nắm cái nguyên tắc lúc nào thì mình đọc là S, lúc nào mình đọc là Z và lúc nào là mình đọc EZ. Thứ hai là cái phần ED. ED. Ask, ask, asked. Try, tried. Save. Saved. Impress. Impressed. Smile. Smiled. Rain. Rained. Drop. Dropped. Pour. Board. Work, worked. Enjoy,
enjoyed. Rồi, như vậy là cái phần ed thì các bạn phải ráng nắm được cái phần khi nào thì mình đọc kết thúc ed nó là t. Ví dụ như ask, asked. Khi nào là tờ, ví dụ như drop, dropped. Khi nào là the, tried, saved. Và khi nào là đọc ví dụ như want đi, thêm chữ want thì wanted it. Thì khi nào đọc it, khi nào đọc t, khi nào đọc t, thì bạn phải nắm cái đó. Rồi, phần tiếp theo là phần prefix, suffix và stress, phần tiền tố, hậu tố và stress. Trong phần này thì trong bài một này thì mình muốn các bạn nắm rõ các cái suffix, cái hậu tố. Hậu tố T-I-O-N. Hậu tố T-I-O-N. Thì hậu tố T-I-O-N các bạn nhắn trước. Nhắn trước, luôn luôn nhắn trước đó. Mention, position, operation, luôn nhắn phía trước. S-I-O-N cũng nhắn phía trước. Version, pension, vision trước. Prefix IC, prefix IC thì nhắn ở phía trước IC. Economic, specific, lyric, electric. Prefix suffix, hậu tố, suffix ity nhắn phía trước nó. Ability, activity, curiosity, curiosity. C-I-A-N, shen, nhắn phía trước nó luôn, trước shen. Musician, electrician, politician. Rồi, hậu tố I, Z, E hoặc là I, S, E. Nhắn nó vị trí số 3, kể từ cuối cùng là I, S, E này. Số 3, maximize, realize, realize, organize, organize. Show, thì nhắn trước show. Partial, initial, potential. Eight, nếu mà ATE thì nếu mà tính từ thì mình đọc nó là at. Và động từ thì mình đọc nó là eight. Và nhắn cũng là vị trí số 3. Số 3 sau mình tính ngược. Immediate. 1, 2, 3. Immediate. Fortunate. Rồi, nếu động từ. Graduate. A. Estimate. Ước tính. Estimate. Ước tính. Rồi, đó là cái bài đầu tiên, là các bạn phải nắm rõ cái cách phiên âm, các cái stress, các cái dấu nhấn.